Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin làm EVN lỗ 64.000 tỷ, Dương Quang Thành ăn no tháo chạy. Câu chuyện về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN và ông giám đốc điều hành nổi tiếng của tập đoàn này là đề tài bàn tán từ nhiều năm qua. Trước hết là về vấn đề của ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Ông này cũng giống như bao quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khác, dư tiền cho hai đứa con trai của ông là Dương Thái Anh và Dương Minh Anh du học tại Mỹ từ lớp 10 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Mỗi năm riêng tiền học và chi phí cho con trai của ông mất khoảng 3 tỷ đồng mỗi người. Độc quyền nhưng lại để EVN lỗ kỷ lục. Tiền này không cần nói người dân cũng hiểu từ đâu mà ra. Chắc chắn không phải từ tiền lương của ông Thành. Được biết, trong kỳ đại hội toàn quốc Trung ương đoàn vào giữa tháng 12 năm ngoái, con trai ông Dương Quang Thành được bầu vào ban chấp hành Trung ương đoàn khi mới 24 tuổi, đó là Dương Thái Anh. Cũng như vậy, vào Trung ương đoàn không phải là dễ, ngay ở con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu cũng chưa thể chen chân vào đây được. Trong khi đó, Hiếu lớn tuổi hơn Dương Thái Anh rất nhiều. Sau khi đi du học ở nước ngoài về, vào tháng 6 năm 2022, ông Dương Quang Thành đã nhét con trai mình vào Đoàn Thanh niên Điện lực Việt Nam với vị trí cao nhất là Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Và chỉ 6 tháng sau, ông Dương Quang Thành đã nhét được Dương Thái Anh vào Trung ương đoàn. Được biết, tháng 10 năm 2021, Nguyễn Xuân Hiếu được ông Nguyễn Xuân Phúc nhét vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Tuy nhiên, sau có hơn một năm ở tỉnh đoàn, Hiếu không vào được Trung ương đoàn. Xét về quyền lực, ông Dương Quang Thành không thể hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng tại sao con ông Dương Quang Thành lại được ưu ái hơn đến như vậy? Ông Thành đang có sức mạnh về tiền bạc rất lớn, đấy là lợi thế của cậu ấm Dương Thái Anh. Dương Quang Thành đưa Dương Thái Anh vào ban chấp hành Trung ương đoàn. Ngược lại với sự giàu có của ông Dương Quang Thành là sự thua lỗ khủng khiếp của tập đoàn mà ông làm sếp cao nhất, đó là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là tập đoàn duy nhất độc quyền mua điện và bán điện trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Dương Quang Thành đã phủ phép làm sao để tập đoàn này lỗ đến 64.000 tỷ đồng. Lãnh đạo thì giàu, tập đoàn lỗ, ắt người dân cũng sẽ tự nhận ra sự giàu có của ông Dương Quang Thành là từ đâu mà đến. Theo đánh giá của giới am tường, chuyện cho con ăn học ở Mỹ là chuyện nhỏ như cái móng tay của ông Dương Quang Thành. Thậm chí chuyện mua quốc tịch hoặc mua nhà tại Mỹ cũng không là vấn đề. Ông Dương Quang Thành đã hưởng được rất nhiều lợi ích từ EVN. Tuy nhiên, ông Dương Quang Thành không dại gì khoe khoang như Phạm Sĩ Quý, em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà. Khi EVN thua lỗ, họ lại bù lu bù loa và yêu cầu Thủ tướng duyệt cho họ tăng giá điện. Mặc dù giá điện ở Việt Nam đã thuộc là hạng cao vì được độc quyền áp giá, điều này có nghĩa là 100 triệu người dân bị móc túi và tiền đó phần để bù lỗ, phần để làm giàu cho quan chức của ngành điện lực, trong đó có ông Dương Quang Thành. Dương Quang Thành ăn no rồi tháo chạy. Mới đây, báo chí trong nước cho biết ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng đã quyết định thay ông Thủ tướng Chính phủ về việc cho Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành nghỉ hưu. Theo quyết định của Thủ tướng, Chính phủ đã do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Được biết, ông Dương Quang Thành chỉ mới 61 tuổi, chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Vậy thì tại sao ông Thành đã rút sớm đến như vậy? Có thông tin từ bên trong cho rằng ông Thành đã ăn no và cảm thấy ở thêm có thể sẽ bị hóa củi nên tháo chạy trước. Mỗi năm, số tiền ông Thành thu được từ EVN có thể đủ cho một người sống cả đời không hết, nhưng ông vẫn bỏ, tháo chạy trước với hy vọng hạ cánh an toàn, còn để nước đến chân mới nhảy, thì e rằng sẽ bị sóng cuốn, trôi mất tích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin làm EVN lỗ 64.000 tỷ đồng, Dương Quang Thành ăn no tháo chạy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Đức Phước, Đa Mưu và Tô Lâm bất chấp choảng nhau, Đa Mưu ẳng trong bất lực. Vụ công an thành phố Hồ Chí Minh thả 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy là cách làm sai mười mươi, không thể chối cãi. Hầu hết các bài phân tích, bình luận trên mạng xã hội đều cho thấy công an thành phố Hồ Chí Minh đã tùy tiện sai luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cả xã hội bị bất lực với cách hành xử vô pháp của lực lượng công an. Ở Việt Nam, người ta gọi lực lượng công an bằng cái tên là luật là tao, tao là luật. Nghĩa là lực lượng này muốn làm gì thì làm, và tự xem mình là người làm ra luật. Trong các vụ án chính trị, cách hành xử không tôn trọng pháp luật của lực lượng công an là chuyện vẫn thường xảy ra. Trong các vụ án hình sự thông thường thì ít gặp hơn, tuy nhiên với việc thả 4 nữ tiếp viên cho thấy bản chất luật là tao, tao là luật đang được công an áp dụng cả cho những vụ án ngoài lĩnh vực chính trị. Họ đã lạm dụng quyền lực công khai và trắng trợn hơn trước rất nhiều. Một kiểu làm việc dẫm lên pháp luật của công an thành phố Hồ Chí Minh. Thông thường khi vụ án mà đưa rầm rộ lên mặt báo thì xem như là chuyện đã rồi. Lực lượng công an có muốn ém chìm xuồng cũng không thể được, bởi cả xã hội đều biết và lên tiếng. Lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trực thuộc Bộ Tài chính đã làm rất bài bản. Họ đã chuẩn bị báo chí để bên công an không ém được. Tuy nhiên họ đã nhầm, khi công an trắng trợn thả người thì bên hải quan làm gì được đây? Bởi luật là tao, tao là luật cơ mà. Việc kéo báo chí vào cuộc làm rùm beng lên cho thấy bên hải quan có mưu kế, mà phải nói là mưu rất hay. Tuy nhiên lần này bên hải quan đã không làm gì được, mà 4 tiếp viên hàng không được bàn giao cho công an. Vì vụ án liên quan đến tội phạm hình sự nên bắt buộc phải giao cho công an xử lý tiếp. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thư gửi biểu dương các lực lượng chức năng vì kịp thời triệt phá đường dây vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Điều này gián tiếp tố lực lượng công an đã sai phạm trong vụ án này chăng? Ông Hồ Đức Phước khen Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng công an Việt Nam hiện nay không cần giấu giếm những hành động vô pháp nữa. Đến Bộ Tài chính còn không làm gì được họ, thì người dân làm sao có thể áp lực được Bộ Công an phải thượng tôn pháp luật. Là lực lượng được mệnh danh là thanh kiếm của chế độ, Đảng Cộng sản dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng đã thả nổi cho Bộ Công an tự tung tự tác. Thượng tôn pháp luật mới mang lại một xã hội bình yên, không phải phe này đánh phe kia, ban ngành này thọc gậy ban ngành kia, làm cho mọi chính sách trở nên trì trệ hoặc thậm chí là thất bại. Tình trạng Việt Nam hiện nay là như thế. Trong đảng thì phe này lo choảng phe kia, trong nhóm lợi ích lớn nhất là Đảng Cộng sản thì cũng có bên đảng choảng bên chính phủ. Trong chính phủ thì bộ này làm bộ kia phá, và cụ thể nhất là vụ án 4 tiếp viên hàng không buôn ma túy từ Pháp về Việt Nam vừa qua. Việc ông Hồ Đức Phước khen hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chẳng khác nào một tiếng ẳng trong bất lực. Hải quan làm đúng, công lao hải quan theo dõi, ém quân, âm thầm huy động báo chí chờ kết quả. Vậy mà công an thành phố Hồ Chí Minh lại đổ sông đổ biển những gì mà hải quan đã thực hiện. Lá thư của ông Hồ Đức Phước. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nói, thì những gì Cộng sản hô hào thì họ không làm. Cái gọi là pháp quyền của họ chỉ là sự tùy tiện và vô pháp. Sống trong chế độ này là phải câm, phải điếc, chỉ biết chăm lo cho miếng ăn của mình thì mới có thể không bức xúc. Còn nếu tìm hiểu về chính trị, tìm hiểu về dân chủ và những giá trị khác thì rất khó để người dân câm họng được, bởi bất công, vô pháp cứ được lực lượng chức năng ngang nhiên thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Hồ Đức Phước, Đa Mưu và Tô Lâm bất chấp choảng nhau, Đa Mưu ẳng trong bất lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de